lên. Tôi không bao mẹ tôi. Tôi có bị cưa chân không đồng chí? Hả? Nói là cưa chân. Bấm nổ đùng đùng. Em nói chạy được la nữa Nhi. Em nhét dẻ vào miệng Nhi. Để nó không la nữa. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Không. Nói sẽ là cưa nè. Băng đẹp, băng đẹp, băng đẹp. Tôi có nghe mọi người nói là em có một cái màn đá dày rất là hay. Vừa rớt xuống màn dày phải là không chung lộn cả rớt xuống luôn. Cảm giác của đồng chí khi mà được cầm khẩu súng chuẩn bị bắn đạn thật như thế nào? Dạ, thích ạ, mê lắm. Thích ạ, mê lắm. Mê. Con gái thì rất hay thích chơi búp bê. Chơi cái gì đó nó mềm yếu thôi. Và đồng chí Khánh Vân của chúng ta đam mê súng ống. Tại sao lại có cái sở thích nó hơi mạnh mẽ nhỉ? Không biết ạ, không biết ạ. Từ bé thích như thế, bé thích siêu nhân. Chơi dao, chi tiêu và bắn súng. Chú ngại nào? Chú phi dao cho con xem nhé. Nhưng mà chú không biết. Để con phi cho chú xem nha. Dạ, hôm nay em ghét mấy giờ hả đồng chí nhỉ? Ôi, chị Thúy ơi, em vừa nhìn thấy cảnh nổi da gà quá, em sợ. Chị xếp luận mẹ ghét mấy giờ cơ? Em vừa quay ra bảo đồng chí Lăng. Em sợ đấy, thì hôm nay em ghét mấy giờ ạ? Cái gì nó làm hành động gì? Làm lại coi, 2, 3, mọi người tập trung vào hậu hoàng này. Dạ, không, đây là Khánh Vân ạ. Lúc nãy Khánh Vân vừa hỏi đồng chí em chẳng may em chứng kiến về cái cảnh đấy, em mù mắt. Dạ, thế hôm nay em gác mấy giờ ạ? Chọc mù mắt tôi đi. Chờ đồng chí Thành. Chờ mù mù. Ngày cô ấy đi theo nơi vốn hoa. Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu.
thách đồng chí Toàn lại ôm đồng chí Vân kìa. Ôm đồng chí Vân kìa. Chưa rớt xuống nha, nó lại bó thằng, không phải ho là không thở được. Đồng chí Khánh Vân, kem đánh răng đâu? Dạ, không mang vào ạ. Đồng chí đánh răng là không dùng kem đánh răng đúng không? Dạ, có. Nhưng mà mỗi ngày một ít của mọi người ạ. Mỗi ngày đi xin một người? Dạ, vâng ạ. Thế giả sử bây giờ đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ một mình thì sao? Là đánh răng không dùng kem đánh răng nữa đúng không? Dạ, lúc đấy thì sẽ mang theo ạ. Lúc đấy là lúc nào? Lúc mà đi một mình thì sẽ mang theo ạ. Chúng ta đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đến nơi rồi. Mà bao nhiêu ngày nay đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị không có. Một vài ngày sắp tới nhận nhiệm vụ hành quân cơ động, đi thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác thì đồng chí xin ai? Sẽ mang theo ạ. Ngay ngày hôm nay phải có kem đánh răng. Đồng chí rõ chưa? Dạ. Còn khăn mặt của đồng chí. Tại sao cũng như vậy? Cũng chỗ thì khô, chỗ thì ướt. Hay là khi tôi kiểm tra các đồng chí nhúng vội vào nước? Dạ, vì bình thường lau mặt bằng bông tẩy trang, xong rồi mới lau lại với khăn mặt ạ. Nên không nhúng nhiều nước ạ. Bởi vì là đồng chí sử dụng bông tẩy trang cho nên đồng chí không sử dụng khăn mặt đúng không? Đúng ạ. Để cái nội dung bông tẩy trang tôi sẽ báo cáo lên chỉ huy cấp trên nghiên cứu xem có tiếp tục để đồng chí sử dụng nữa hay không. Nhớ rõ chưa? Dạ. Ôi, tặng kỳ thơ nữa. Ủa, đồng chí Toàn. Tại sao không tặng tôi? Đem hôm qua tụi con đi. Tặng hai cho kỳ thơ. Sợ quá, sao đi con mà giời. Hôm qua chưa chơi đó. Ô, cầm cái đồng duyên phần. Ô, xa nhau cũng do duyên phần. Không phải tại anh, không phải tại em. Tại trời rồi khiến nên chúng mình. Anh sẽ hát bài cầu hôn cho hai người đó đi. Anh lấy anh em. Anh có yêu em không? Bình tĩnh. Rồi, đồng chí Khánh Vân đứng ở vị trí phía sau bục. Khánh tim. Đồng chí Khánh Vân còn một viên.